Em biết xây dựng định mức để làm gì không? Mục đích xây dựng định mức để làm gì em biết Dạ. không? Mục đích xây dựng định mức cái nguyên liệu là 1 kg bột cá nè, là nó cần cái bao nhiêu cái cá đầu vào nè, là 3 kg nè. Em biết mục đích xây dựng cái định mức này để làm Nó gì ba chứ? ba Hả? ba ba nó khoảng 3,5 kg à. Thì ý là thôi cứ 3 kg đi, tôi làm cho nó ấy đi. Còn cái thực Dạ. tế, còn cái tôi đang nói về cái bản chất cho em đó, để em hiểu mục đích xây dựng định mức để làm gì biết không? Để tính được giá thành của một thành ký thành phẩm. Không, bây giờ là nè, mục đích xây dựng định mức á là để em kiểm soát. Mục đích xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu là để kiểm soát cái bán thành phẩm hoàn thành đúng hay sai. Ví dụ như bây giờ ở đây tôi xây dựng là 3 kg cá đầu vào thì nó ra 1 kg cá bột. Như vậy ví dụ như em mua 9 kg cá đầu vào. Dạ đúng rồi, từ hàng ngày em cũng có kiểm tra cái đó. À ok, vậy là Dạ. tôi chỉ cần nói cái đó là em hiểu rồi. Mục đích xây dựng định Vì mức của đôi nó. khi dạ dạ đôi Mục khi đích ở xây... dưới cái lượng cân nó bán nó báo lộn á, Ừ. mình cái ra thành phẩm nhiều ở ít á mình sẽ biết. Đúng rồi. Như vậy mục đích xây dựng định mức là để mình kiểm soát cái thành phẩm bột cá này nè. Nó có đúng hay Dạ. không? Vậy thôi, được chưa? Dạ. Chứ còn ngoài ra nó không có, nó chỉ có như vậy thôi, với lại nó để phục vụ cho khi quyết toán thuế. Còn bây giờ là em phải ghi cái động tác là dựa vào chứng từ mua cá hàng ngày. Em mua mấy cá này là em mua của ở đâu vậy? Mua của dân tự đánh bắt có anh, rồi mua của những công ty khác có, Ừ, như vậy em mua. từ hóa đơn giá trị gia tăng có, từ bảng kê 01 có. Ok. Mà phải em phải đúng cái bản kê 01 nha, chứ nhiều khi em mua qua thương lái mà em lập bản kê 01 là không có đúng rồi. À. Chắc Yeah. tôi nghĩ em mua thương lái cũng nhiều lắm rồi. Rồi Mà giờ ok, hầu như thương lái dựa mình vào bây giờ chứng mấy ngày nay đang khó mình mua, chủ là mấy cái ghe kia nó mua đi bán lại của mình á, nhưng giờ xin cái căn cước của cái người kia thì nó không cho, mà giờ kê của cái thương lái thì kê không được. đúng rồi, nên đôi lúc rất là khó. Những cái công ty dạng của em vừa rồi Dạ nó bây giờ vị xin của cái người ở ngoài, người trực tiếp người ta đánh bắt á, thì mới là đúng, còn ông này là ông qua thương mại, ông bán lại, ông qua trung gian lại. đúng rồi, nên cái chỗ em là thuế, nếu mà nó quyết toán thuế là nó đi xác minh mấy cái vấn đề em làm bán kê không Bởi vì em một sợ nó xác minh mới chết. Cái căn cứ của mấy cái mà ông thường lái vài bữa lồi giao hộ kinh doanh, ông bán hàng sức hóa đơn không, hoặc là ông doanh nghiệp không. đúng rồi. Rồi bây giờ em dựa vào cái chứng từ mua cá hàng ngày nè, em ghi là nợ 621 có 152. Rồi. Dạ anh ơi, cho em hỏi thêm Rồi. cái anh, cái này mình làm À. cái 133 làm 200 cho anh. 133, 133 thì em cứ hạch toán thẳng vô 154. Dạ, bị cái anh trước đó là anh làm, em thấy là anh làm theo 133 chứ không có làm Ok. 200. Rồi 133 tôi làm 133. Rồi. Bây giờ dựa vào Dạ. chứng từ mua cá hàng ngày nè, em ghi là nợ có 154 luôn. Có 111, 112. Dạ. Đây nếu mà có thuế em ghi nợ có 133. Nhưng mà hình như không có thuế Dạ đúng bên không? em hàng mua không thế anh. Rồi như vậy luôn đi. Tầm bao nhiêu một ký em? Bao nhiêu một ký cá đầu Dạ vào? nó 1.000, 2.000. hàng Hả? Bao nhiêu nó một dao ký? động từ 5,5 ngàn tới khoảng cả 7 ngàn. Rồi, ok.
Còn nếu mà áp dụng thông tư 200 á, lại ghi chỗ đây là nợ 621 được không? Dạ. Rồi. Sau đó bắt đầu ở qua công đoạn hấp và công đoạn sấy nè. Thì hai công đoạn này á là nó có tiêu hao máy móc. Gọi là khấu hao máy móc. Dạ có. Ừ. Có con người nữa đúng không? Alo. Dạ em nha. Rồi giờ khấu hao máy móc tại công đoạn hấp và sấy. Em cứ thêm chi phí vô thôi, 10 triệu đi. Rồi. Cái đó Rồi. là làm sao em chưa hiểu cái vấn đề đó ạ. Hả? Thì đây nè, thì cái công đoạn hấp và công đoạn Cái chỗ sấy, khấu hao máy móc tại công đoạn hấp và sấy là thì bây giờ tại ngay chỗ hấp và sấy nó có máy móc không? Có. dạ có nó nguyên một dây chuyền. Đó. Thì khi mà người ta làm, ví dụ như em đưa nguyên liệu vô em làm xong rồi hấp và sấy như thế nè, là khúc này nó có máy móc nè, thì em phải có cái bảng danh sách khấu hao tài sản cố định á. Alo. Dạ dạ em nghe. Tức là mấy cái máy phục vụ cho hấp và sấy, cái này được chưa? Dạ. Thì ví dụ cái chỗ đây nè, khi mà em mua một cái máy hấp đi hay là một Dạ. cái dây chuyền gì đó không có được, tôi không cần biết, mà em mua một cái dây chuyền mà nó Dạ dạ nó. để phục vụ cho cái công đoạn hấp công đoạn sấy này nè, mà nó từ 30 triệu Dạ. trở lên á, là em phải ghi nợ 211. Em định nghĩa tài sản cố định á, 211 này. Dạ. 211 là tài sản cố định hữu gì? Đúng rồi. Rồi hiểu như thế nào không? Dạ. Tức là bây giờ em mua một cái dây chuyền ở dưới nhà máy để phục vụ cho cái công đoạn sấy và công đoạn hấp đây nè, mà nó từ 30 triệu trở lên, thì em ghi 211. Rồi hiểu cái này chưa, tôi nói tiếp. Dạ. Rồi ví dụ em mua 30 Dạ triệu hiểu nè. không? Rồi sau đó em mới xem cái thời gian sử dụng. Thì em xem cái thông tư 45/2023. Trong đây nó quy định là đối với lại cái máy này là em phải khấu hao từ 5 tới 10 năm. Tức là em chọn trong cái khung này cho tôi là được. Ở đây ví dụ như mình Dạ. chọn là 5 năm, như vậy là 60 tháng. 5 năm là 60 Sao tháng. không? 6 triệu trên năm. Như vậy bây giờ em lấy em nếu mình đang tính theo năm thì cái chỗ đây là em ghi là năm. Thì em lấy 30 triệu này em chia cho năm thì nó ra 6 triệu một năm. Hiểu không? Dạ hiểu, nhưng mà cái chỗ anh để khấu hao máy móc cho cái hấp với sấy, còn cái giai đoạn như nghiền ở chỗ bán thẳng nó cũng có máy móc nữa, mình tính riêng nó hả anh, hay là mình gộp chung? Thì gộp chung vô cũng được, còn không mà em cứ em tặng ăn thôi. Thôi bạn em em cộng riêng vô cũng được, tức là em cái chỗ này không, bây giờ tôi dựa vào chỗ này đi, À rồi rồi dựa em vào hiểu ý bảng anh ạ. khấu hao. Trời ơi mệt Dạ dạ bây ghê, giờ em nghĩ nó vậy đó, là tính nói là chỗ là ở cũng công ty ví nghiền dụ như là luôn. cái tài sản nó đã ví dụ như 10 tỷ em đã khấu hao cũng 10 năm rồi, thì một năm nó là 1 tỷ. Cộng với là cái chỗ khấu hao đây là em ghi là khấu hao của hấp, sấy, nghiền luôn, được chưa? Rồi ok dạ. Nhưng mà em đang tính, tôi nhắc lại nha, tính giá thành là tính theo tháng nha, chứ không phải tính theo năm đâu nha, chưa? Dạ. Rồi cái đây là Rồi khấu rồi. hao, đây là khấu hao một tháng đó. Ok chưa? Dạ. Dạ hiểu. Rồi. Cái chỗ đây thì trong cái thông tư 200 thì mình sẽ ghi là 6274 Dạ. là chi phí sản xuất chung. Em nên sửa lại luôn, ví dụ sau này em làm rồi em nên đổi thành thông tư 200 để nó đúng Mà em thấy 200 thì nó thể hiện rõ hơn. rồi, nhìn nó dễ dễ dàng hơn, nhìn thấy nó rõ Dạ có cái gì còn kia cái gì cũng dòm vô 1 phần 4 hơn. chưa. Đúng rồi, nó không có rõ ràng. Dạ Hiểu không? dạ hiểu. Rồi.
Thì từ cái công đoạn nguyên liệu đưa tới cái nghiền đây nè, nó có phát sinh những cái chi phí gì nữa thì em ghi vô. Thì đây là tiền lương. Dạ là chi phí của cái chấu nguyên liệu dùng để tạo ra cái hơi. Chấu nguyên liệu. Dạ, định mức nó khoảng 1 ký, 1 ký tới 1,2 ký trong cái thành phẩm. Cái vấn đề định mức mình không có quan tâm, vấn đề định mức là để kiểm soát. Còn khi mà em đi làm kế Dạ. toán để em tính giá thành đó, là em phải phát sinh cái thực tế xảy ra trong cái Thực tháng tế à? đó bao nhiêu cái chấu nguyên Dạ. liệu này thì em hạch toán bấy nhiêu. Còn cái định mức là để kiểm soát, để em mua nguyên liệu vô em đốt hay như thế nào, định mức là để kiểm soát, em chỉ cần Dạ. nhớ như vậy thôi. Xây dựng định mức là để kiểm soát, được chưa? Dạ. Rồi chỗ này em sẽ ghi là nợ 154, mình có 111, 112, mình chịu đi. Rồi tiền lương công nhân, tiền lương công nhân em sẽ ghi đây là nợ 154, còn thông tư 200 đó là nợ 622, có 334, 15 triệu đi. Rồi sau đó đó là khi mà công nhân á, Tiền mà bên em mà có đóng bảo hiểm á, em sẽ ghi là nợ của 154 và có của 3383. là tam bốn. Đúng rồi, có 3383, có 3384, có 3386. Đây là về bảo hiểm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mà công ty chịu. Công ty chịu thì nó tầm 20%, tầm 22% á. Rồi đây là tầm 20% đi. Đó. 3 triệu. 5 triệu. Đây 2 triệu đi. Đây 500. Đây 500. À. Rồi em có chi phí tiền điện, mình có chi phí nhà xưởng là 154, có một 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 hai. Nhà xưởng của em Điện cũng là như cháu, hả? Điện cũng như cháu điện nó hả? cũng như cháu. Ừ, để mua cháu về đốt, để đốt thành điện đúng không? Dạ không, là ý em nói là cái chi phí bỏ ra nó cũng hạch toán nhiều cái phần đó. Nhưng mà ý là có tiền Bên điện em làm không, chi tiết. thực tế của em có tiền Dạ điện không? có. Ừ thì cứ bỏ vô. Ta nói Dạ là có. khi tôi nhắc lại một cái vấn đề là hạch toán chi phí nè, thì từ cái nguyên liệu em đưa vô tới ngay chỗ cái phân xưởng này nè, tới cái phân xưởng kiểm nghiệm luôn chứ không phải phân xưởng này nữa, tới phân xưởng kiểm nghiệm luôn, nó phát sinh những cái chi phí gì, nó phát sinh những chi phí gì thì em sẽ ghi hết vào 154. Rồi được chưa? Ở đây tôi chỉ liệt kê mẫu cho em thôi. Nhắc lại nha, là tới ngay chỗ mà là kiểm nghiệm luôn nha, chứ không không có phải là tới tới cái nghiền này đâu ạ. Tại em kêu là em không có sản phẩm dở dang mà. Em không có sản phẩm dở dang nên tôi tính ngay chỗ này luôn. Là tính tới cái sản phẩm đó luôn. Dạ này tới cái khâu chỗ kiểm nghiệm mà nó khi mình xuất thành phẩm mình bán anh, nó còn có phát sinh chi phí sau nữa là mình cộng vô luôn bây giờ luôn không anh? Chi phí đóng gói đúng không? Hay là khi đóng gói khi mình bán cho khách hàng, ví dụ nó còn phát sinh là chi phí là mình thuê cái Thì stop here chứ xe này. vận chuyển Stop, stop, rồi stop, tiền stop chỗ bao này. bì. Stop, stop. Bây giờ nha. Em chỉ tính giá thành đó, tới ngay chỗ đây thôi em mới tính được. Còn những cái chi phí phát sinh sau này nó là chi phí bán hàng. Tại vì khi mà em người ta mua lúc đó em mới đóng gói chứ em không có đóng gói sẵn, hiểu không? Tức là ngay chỗ này là Nhưng mà em anh sẽ nói em nói đi. anh làm theo cái 133 á, anh không có làm cái chi phí bán hàng á anh.
mình tốn vô đâu hả? có chi phí bán hàng không, có chi phí bán hàng 642, Sao em không thấy anh có hành toán vô 6 mà 4 642 đó? có 6421 và 642. Bây giờ như thế này nha, ảnh làm thì kệ Dạ. ảnh làm thì kệ ảnh, bây giờ mình làm có thể khác đi chứ đâu như thế là mình phải làm giống ảnh, hiểu không? Dạ, em là chị Tân. Dạ dạ. Ảnh làm thì kệ ảnh, cũng đây mình làm mình hiểu trên cơ sở của mình. Đây nó có Rồi hai à. rồi em mua thắc mắc là tại ngày xưa anh dục cái chi phí nó làm về đâu. Đây nhắc lại nè, hồi nãy em nói á, khi mà có khách hàng đặt hàng mua lúc đó em mới đóng gói Dạ. chứ em không có đóng gói tại ngay chỗ này, đúng Dạ đúng rồi. không? Thì cái Dạ công đúng rồi. đoạn ngay chỗ này nè, người ta gọi là chi phí bán hàng, được chưa? Rồi. Thì em đưa Dạ vô được. sổ, thì trong cái thông tư 133 chi phí bán hàng á, nó chính là Dạ. 6421. Dạ. Còn cái này là chi phí quản lý doanh nghiệp. Còn trong cái thông tư mà 200 chi phí bán hàng là 641. Còn chi phí quản lý doanh nghiệp là 642, rồi được chưa? Dạ. Đó, em phải tách ra như vậy. Nên cái người làm cái toán là mình, đầu tiên mình muốn làm cái toán được á, mình phải hiểu giống như cái công đoạn này nè, mình phải hiểu nó nằm ở cái khâu nào, mình phải fix cái khâu Yes. đó. Chứ bây giờ mà em muốn tính giá thành khi đóng gói nữa, lúc đây nó bị rối nữa, em thấy nó rối chưa? Dạ, chỉ biết có cái nó cũng chưa xuất ra nên mình đâu có tính chi phí được. Đúng rồi, em tính giá thành tới cái chỗ này thôi, một ký tới chỗ này Dạ. thôi, rồi khi xuất ra đóng gói cái đó nó gọi là chi phí bán hàng, tại vì cái này nó chỉ phát sinh khi có khách hàng đặt hàng cho tôi thì lúc đó tôi Dạ. mới đóng gói, thì nó gọi là chi phí bán hàng, rồi đó chi phí vận chuyển xe đi rồi cũng gọi là chi phí bán hàng Dạ. đó, mới tách như vậy chứ đâu phải là mình phải phải làm theo ý ảnh. Ăn thua là mình chốt cái vấn đề thôi, tôi chốt hai cái nó rõ ràng vậy rồi đó. Rồi tiền điện đây 1 triệu. Rồi thuê nhà xưởng. Không thấy không? Làm chi cái 133 này, cái 154 không có rõ ràng cái gì hết. Đây là thông tư 200 này. Rồi. Xong. Đấy, quy đổi xong rồi nè, hạch toán xong rồi, em mới qua bước 4 là cuối tháng kết chuyển 621, 622, 627 về tài khoản 154. Thì ở đây do em làm cái thông tư 133 thì nó nằm ở tài Ba khoản mẹ. 154 rồi, hiểu không? Dạ. Nên em ghi cái Dạ. tài khoản 154 này lại nè, đây là 154 nợ nè, có nè. Còn nếu mà em làm thông tư 200 là em thêm cái động tác này, cái động tác này người ta gọi là tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ, phát sinh trong tháng. Giá thành không có khó, ví dụ hôm nay tôi chỉ cho em mà hiểu rồi á, và bắt đầu em mà hiểu sâu sát ở công ty em nữa rồi á, thì em tự em biết làm rồi, hiểu không? Yeah. Rồi em đang dùng cái phần mềm gì vậy, hay là dùng Excel? Dạ, phần mềm của Khổng Minh Hà. Khổng Minh Hà là phần mềm gì? Em của em là đang ở đâu vậy, em đang ở đâu vậy? Dạ, Cà Mau. À, Cà Mau Dưới này là ở đó hình như hầu như xài của Minh Hà không? phần mềm đó chuyên về nông lâm thủy hải sản hay sao? Còn Minh Hà đó là ở đâu ạ? Em cũng không biết là hồi đó ừ. Yeah. Thành phố Hồ Chí Minh nó nở rồi. Ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Mà thấy ok không? Dạ. Thấy ok không? Ok đúng không?
Dạ bị em cũng chưa chưa xài những phần mềm khác nên em cũng không so sánh được. Nhưng mà ý em làm em chạy thấy dữ liệu nó phục vụ ok không? Ý là nó có Dạ sai thì cũng lỗi, tại thì nó em có thấy lỗi, ok anh. nó có lỗi gì không? Lỗi thì đôi khi cũng có lỗi nhưng mà anh khắc phục là được hết. Cá nhân hả? Ảnh cá nhân anh viết Dạ hay sao? cá nhân Ảnh anh. Dạ cá nhân anh viết. Rồi chỗ này em hiểu không? Cái chỗ mà tài khoản 154 này Em hiểu đúng nè, không anh? hiểu đúng không? Dạ dạ em hiểu. Dạ hiểu. Tôi thấy kiến thức của em cũng 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 Bởi vì có sao? đó, cũng vững mà. Bởi vì làm theo cái 133 nhìn vô đó nếu mà không có ảnh sức là không biết cái 154 đó là tới cửa khúc nào. Đúng rồi. Nhìn nó rối lắm. Nếu mà em làm 133 á, em Dạ tạo cái dạ. 154 nè, em tạo chỗ này là 154 1, đây là 154 2, đây là 154 3, hiểu không? À vậy là mình làm theo cái kiểu nó chi phí phát sinh từng cái thứ tự luôn anh. Đúng rồi, thì thay vì sử dụng 61, 62, 67 thì em tạo cái 154 thành ba cái tài khoản con. Dạ. Tức là Rồi. tiếp nhận nguyên liệu thì như 1541 rồi mình có quy trình sản xuất dài vô luôn. Đúng rồi. Rồi bây giờ bước 4 xong rồi nè, em qua bước 5 là tính. Tính trị giá sản phẩm hoàn thành trong kỳ của sản phẩm chủ. Như vậy mình đã biến công ty từ hai sản phẩm, nó trở về mấy sản phẩm? Một sản phẩm. Năm xong anh được cùng một sản phẩm anh chuẩn. Vậy khúc này nè, trị giá đây là nó sẽ bằng nè 154 đầu kỳ cộng 154 phát sinh trong kỳ. Tôi ghi cái công thức chuẩn cho em nha: 154 dở dang cuối kỳ trừ cho sản phẩm hỏng, trừ cho phế liệu thu hồi, trừ cho sản phẩm phụ. Đó. Thì đây của em không có gì hết thì nó chỉ bằng 49 triệu này luôn. Em có hai khâu à? Em qua bước 6. Em tính giá thành của sản phẩm chuẩn. Sản phẩm chuẩn ở đây đó chính là 50 độ đạm. Cái năm mươi Đây của mình là 50 nè. 55 độ đạm đây. 55 độ đạm. Nó sẽ bằng bước 5 chia cho số lượng sản phẩm hoàn thành chuẩn đó, nó sẽ bằng số này chia nhân số này đó. Này mới qua bước 6. Bước 6 là em lập lập bảng tính giá thành. Mới từ cái chỗ đây cũng được, từ cái chỗ đây là em suy ra luôn là giá thành của sản phẩm, của các sản phẩm, giá thành của các sản phẩm này cũng như là hệ số này, một trên là 1,1
Rồi, ở đây sẽ ghi là gì? Giá thành sản phẩm chuẩn. Là con số này. Rồi, ở đây em ghi là giá thành của từng loại sản phẩm. Nó sẽ bằng số này nhân số này, nó bằng số này nhân số này. Này là bước 6, này là bước 7. Mình qua bước 8. Tính trị giá nhập kho. Trị giá nhập kho thành phẩm của từng sản phẩm này, em có giá thành, em có số lượng, có số lượng hoàn thành. Này em có là trị giá thành tiền, có giá thành, có số lượng sản phẩm hoàn thành. Có thành tiền, em thấy đúng không? Em thấy cộng hai này nó đúng không? Dạ đúng. Nó đúng rồi, thấy không? 49 này, đúng Dạ. chưa? Đó. Dạ đúng. Rồi thì từ đây em muốn qua, khi mà em tính với trị giá nhập kho rồi nè, em sẽ ghi là nợ của 155, Dạ. nợ 155 có 154. Chỗ này là nợ 155, chỗ này em ghi là 57 đồ đạm nè. Đây là 55 Đúng đồ này là đạm, nhập kho đó anh. đây là nhập kho đó em, đây là Dạ. nhập kho đó, đây là số lượng nè, đây là đơn giá Dạ. nè, đây là đơn vị tính nè, cái này là thành tiền nè. Mấy chết nào, anh đợi em mai mất pin. Không chưa? Dạ rồi anh ơi. Rồi. Thì khúc này cái chỗ đây đó, em nhập kho thì cái khúc đây 1554 thì nó chuyển qua 155. Hiểu rồi đúng không? Dạ, dễ hiểu không? Chỗ đây là 49 luôn nè. Chỗ đây là nó sẽ là 155, 57 độ đạm. Ở đây là 155, 55 độ đạm. Hiểu rồi, khỏi viết chỗ này nha. Dạ. Nó làm chỗ này nè. Rồi đó, em thấy được không? Tới đây là Dạ hiểu được. chưa? Dạ hiểu. Rồi, đây là một cái cách. Bây giờ tôi qua cái phương pháp. Đây là phương pháp hệ số này.
Bây giờ tôi sẽ làm cho em cái phương pháp tỷ lệ cho em xem này. Nên em có thể em chọn. Tức là phương pháp hệ số và phương pháp tỷ lệ áp dụng trong cái tình huống là cùng một loại nguyên liệu nhưng mà làm ra nhiều thành phẩm thì bắt buộc là em sử dụng hệ số và tỷ lệ, thì lúc này là bắt buộc em phải có cái giá thành kế hoạch, bắt buộc phải có cái giá thành kế hoạch này em mới làm được. Rồi bây giờ tôi sẽ làm phương pháp tỷ lệ cho em xem. Rồi, đúng tương tự như vậy. Khi mà em làm phương pháp á, đây là phương pháp tỷ lệ, thì lúc này em không cần phải hệ số quy đổi, không có cần quy đổi nữa, mà mình chỉ tập trung vô chỗ này thôi. Rồi giải nè, bước 1 là tính trị giá sản phẩm hoàn thành theo giá thành kế hoạch. Trị giá sản phẩm hoàn thành theo giá thành kế hoạch. Rồi mình có sản phẩm hoàn thành rồi nè, mình có giá thành kế hoạch nè, giá thành kế hoạch. Rồi ở đây là mình có giá thành kế hoạch là 14 nè và 12 nè. Ở đây mình nghe là thành tiền. Thứ hai là từ đây em chia ra chỗ đây là tỷ lệ này, nè là hạch toán những cái chi phí phát sinh trong kỳ. Thì đây là em đã hạch toán được những chi phí phát sinh trong kỳ rồi nè, mình copy qua. Tỷ lệ cho đó là nếu mà mình làm tăng chi phí cho từng loại hay gì ạ? Sao em nói đi, em nói gì, ý em nói gì?
Em hỏi gì? Dạ em thấy anh chia chỗ tỷ lệ chỗ bước bước một á. Để làm gì đúng không? Tí À nữa để nó đi. mình Tí dạ. nữa, tí nữa. Bây giờ dòm nè. Dạ. Bây giờ bước hai là mình hạch toán chi phí phát sinh trong kỳ, là mình hạch toán mấy cái nghiệp vụ đây là được rồi đúng không? Dạ Đây là dạ giống nhau. giống nhau thôi. Dạ. Dạ dạ. Rồi sau đó là mình qua bước 3 là mình kết chuyển số 1, số 2, số 7 và 154 thì nó ra cái con số này được chưa? Rồi. Rồi, điểm về tôi đố em nè. Cái 49 triệu đây là chi phí phát sinh của mấy sản phẩm vậy? Dạ hai. Hai. Như vậy em đang làm mục tiêu của em là em tính giá thành của hai cái ông này đúng không? Dạ đúng không? Như vậy muốn tính giá thành của hai ông này thì em phải có trị giá sản phẩm hoàn thành của hai ông này mà theo thực tế đúng không? Dạ. Còn cái bước 1 đây là em đang tính cái bước 1 là trị giá sản phẩm hoàn thành theo giá thành kế kế Chưa ạ. hoạch. Vậy từ cái kế hoạch đây nè, em mới làm ra cái tỷ lệ đây nè. Em mới nhân cho cái âm đây nè. Thì nó mới Dạ. ra trị giá hoàn thành thực Từng tế loại. của từng loại. Rồi dễ hiểu ý nghĩa Dạ. chỗ này chưa? Rồi. Rồi bước 1, bước 2 đã hiểu rồi nha. Bước 3 cũng hiểu rồi. Bây giờ em qua bước 4. Bước 4. Tính trị giá sản phẩm hoàn thành của từng sản phẩm theo tỷ lệ bước 1. Rồi. Từ đây em phải tính ra thôi. Rồi, em thấy làm theo cách này nè. Em thấy cái giá trị của nó so với lại cách nó một nó như thế nào? Đây là tỷ lệ nè. Cách một nè. Cách một của mình nó ra con số này. Yeah. Em thấy nó có chênh lệch không? Có chênh lệch không? Dạ không ạ. Số cái gì? Không không anh. Không, nó làm ra không chênh lệch luôn. Rồi. Bước 4. Bây giờ em qua bước 5. Là tính giá thành của từng sản phẩm. Là nó bằng bước 4 chia do số lượng sản phẩm hoàn thành. Rồi đó, được chưa? Dạ được anh. Rồi sau đó qua là bước 6 là nhập kho thành phẩm. Nhập kho thành phẩm mã nè,
số lượng nè, ký nè, đây là đơn vị tính nè, đây là giá thành. Đây là giá thành. Là 27 đúng không? Đúng rồi. Đây là thành tiền. Ok. Rồi xong rồi đó. Thấy được chưa? Có hỏi gì không? Alo. Dạ dạ em nghe anh. Có hỏi gì không? Không đúng không? Dạ. Còn nếu mà ví dụ như em nhìn trên đây nè. Bây giờ em đây nè. Nếu mà em muốn tính giá thành tại cái phân xưởng nghiền này luôn á, và từ phân xưởng nghiền này em mới chuyển qua cái chỗ đây nè, thì nó sẽ rõ hơn, nó sẽ đúng hơn. Không phải là đúng hơn, nó do nãy em nói cái nào cũng đúng hết, nhưng mà do cái của em á là Anh nói lại với em anh thấy nó bị yếu mạng nó dập á. rồi. Bây giờ dòm nè, cách hai em có thể em tính phân biệt như thế này là em tính giá thành tại cái phân xưởng này gọi là bán thành phẩm được không? Alo, Dạ dạ em nghe anh. thì khúc này em sẽ ghi là nợ có 155 bột cá, mà có 154 bột cá được không? Rồi từ cái phân xưởng này nè em mới xúc đi mà kiểm nghiệm ở đây nè, hiểu chưa? Dạ. Thì khúc này nó sẽ trở thành là một Dạ. năm 155 của từng loại, 155 của từng loại nè. Ngay chỗ này á, có thể là khúc này nè em sẽ ghi là nợ, nếu mà nó phát sinh thêm chi phí nha, từ cái phân xưởng nghiền này nó qua phân xưởng này là nó có phát sinh thêm chi phí kiểm nghiệm gì nữa đúng không? Alo. Dạ không anh. Dạ không. Ok, nếu mà tùy thôi à, nếu mà nó không phát sinh chi phí kiểm nghiệm gì á thì Dạ khúc dạ này em em, nghe này. nếu mà nó không phát sinh chi phí kiểm nghiệm gì á thì khúc này em chỉ chuyển từ 155 bột cá chuyển mã thôi. Ví dụ nha, ghi là nợ Dạ. 155 nè, tạm 50, nợ 155 gọi là giống như tách mã chứ, Dạ. hiểu ý tôi nói không? Dạ dạ hiểu à. Đó, khúc đây là từ cái chỗ đây nè em tách, có nghĩa là chuyển từ cái khi mà em kiểm nghiệm xong nè thì em chuyển từ 155 cái bột cá nè Dạ. thành những cái thành phẩm là đạm 50, đạm 60, hiểu không? Dạ. Hiểu anh. Đó, có hai cách làm, có hai cách làm. Tại vì cái của em á, nếu mà tôi nói đúng luôn nha, cái của em vậy nè 100% là nó có tại ngày 31 tháng 1 này nè, là nó có sản phẩm dở dang của cái phân xưởng này tại 31 một á, tại cái phân xưởng này nè nó có bán thành phẩm ở đây, nó có bột cá ở đây nè, và nó có cái sản phẩm hoàn thành ở đây. Tức là ví dụ như là tại ngày 31 tháng 1 này nè là nó có bán thành phẩm nhưng mà nó chưa đi kiểm nghiệm, Dạ đúng rồi, nó có nhưng mà mình vận dụng mình làm được. nó chưa đi kiểm Mình nghiệm. vận dụng học. Còn Hay cái là mình vận dụng là mình quay ngược lại được. để tôi nói vậy thì cái cách làm thôi. Dạ, ý anh nói em hiểu rồi. Chắc cú là phải có, thì cái ngày đó sản xuất đôi khi qua ngày sau thì nó phải là nó bán thành phẩm của ngày sau rồi. Đúng rồi, nên tại ngày 31 tháng 1 Dạ. đây là nó có ngay chỗ đây là nó có những cái bột cá ở đây, Dạ. thì cái bột cá đây là nó mới trở thành thành phẩm của ngày 1 tháng 2, hiểu chưa? Dạ. Nên cái đây là có Dạ. hai cách làm đó, em muốn làm theo cách nào là quyền của em. Nếu mà em làm theo cái cách này thì em tính cái giá thành tại ngay chỗ này,
thì nó rất là đơn giản thôi, là tính theo phương pháp giảng đơn. Thì toàn bộ là nếu mà tính cái chỗ phân xưởng này nè, là nó chỉ có một một thành phẩm thôi, là bột cá, hiểu không? Dạ. Thì lúc đây là em tập hợp 1 năm 4 là em chia cho cái số lượng sản phẩm hoàn thành. Thôi để tôi tính cho em xem luôn nè, tính cho em Vậy xem. là khi nào xuất kho mình mới tách mã lên hay là mình là toán tách mã luôn anh? Xuất kho mới tách mã, kế toán là chứng từ, nên em cứ dựa vô chứng từ thực tế. Ví dụ em phải Ý em dựa, là mấy mấy hôm nay là em tính làm theo cái phương pháp anh mới thầy đó, ý là nhập về một loại bột cá một không tách ra, nhưng mà khi nào xuất ra thì mình hãy tính giá thành từng loại. cũng đâu cái khúc này nè, em dòm thôi, để tôi làm cho em xem luôn nè, tôi làm cho em xem luôn nha. Cái nhằm khi á, là mình làm theo cái phương pháp hay phương pháp đầu á, anh tách ra cái thành phẩm mà anh kiểm rồi anh để trong kho á, đôi khi có những khách hàng á, là trong thời gian đó người ta không mua cái loại, như là anh tồn ở đây 300 kg bột 50 đi, và 300 kg bột 60, 400 kg bột 562, mà người ta chỉ mua là bột 62 thôi, còn 50, nhằm khi nó tồn cả năm trời luôn, nó nằm đó hoài. Không phải như thế này, tại tôi chưa có hiểu trong cái bản chất của bên em thôi. Ví dụ như thế này, khi nào thì em mới đi kiểm nghiệm, khi có khách hàng mua em mới đi kiểm nghiệm, hay là cứ là xong cái bán thành phẩm này em đi kiểm nghiệm hết? Em sản xuất xong là em sẽ kiểm nghiệm. À như vậy, về cái vấn đề mà cái độ đạm bao nhiêu, cái đó là do nhu cầu của khách hàng mua thôi. Ví dụ em ra cái thành Dạ phẩm đúng độ rồi. đạm 50, độ đạm 60, nhưng mà khách hàng không thích 50, như vậy quay lại cái bài Dạ, toán với của mục bên. đích là kiểm bộ đạm qua cái ngày hôm sau là để mình tính lại coi mình lãi lỗ trong cái ngày trước anh. Thôi thôi, cái vấn Mình đề tính ra cái đó, trị giá của cái bột sản xuất ra. cái vấn đề đó tôi không đi sâu vô đâu, chủ yếu là Đây là cái bây vấn giờ đề nó về nội bộ. đúng rồi, cái vấn đề đó em tôi bây giờ, ý là ví dụ như thế này nè, giống như nãy em nói cái độ đạm mà 50 đi nè, nó tồn hoài Dạ như vậy, chuyển từ độ đạm dạ đúng rồi. 50 thành thành độ đạm 62 được không? Cái đó là cái kỹ năng của bên Dạ em. không, 50 cái bản chắc nó là 50 rồi, không chỉ Không, 62 được. ok, như vậy là nếu mà bán không được thì sao, có thời hạn sử dụng rồi làm sao, lúc này thì sao, tiêu hủy? Alo, Hồi đó giờ thì chưa chưa có thiêu hủy, như vậy dần dần nếu cái mình sẽ đấu trộn lại á mình. em bán em Dạ thanh nói em. lý, em bán em thanh lý, em để trong kho làm cái gì, không sử dụng không bán được thì phải bán thanh lý giá rẻ đi chứ. Cái đó là cái hiệu quả Dạ kinh doanh của công ty đôi em. khi á là dạ dạ để em nói anh, ví dụ như là cái thằng 300 kg của hôm em mua đó, thì những cái lô ví dụ như là sau này mình sản xuất rồi cái bột 67 thì nó dư cái độ đạm, thì mình mới mình chọn nó lại anh cho nó. Alo, Dạ dạ em nghe anh. tao đang nói rồi đứng im rồi, nói lại tôi nghe coi. Dạ em nói là ví dụ như cái bột đạm 50 nó còn tồn kho lại, qua ví dụ như là tháng sau anh sản xuất ra cái bột 67 thì hai loại trong kho là nó tồn giữa 62 và 67 và 50, nhưng mà khách hàng đang mua mình là bột 65 thì mình sẽ lấy cái thằng bột 50 mình chọn với cái tỷ lệ của thằng 67 để ra được cái bộ đạm 65 để mình bán cho khách hàng. Ok, cũng được luôn, đó là cái cách Dạ. ok luôn. Ừ. Được. Nhưng mà khúc đó có đi kiểm nghiệm nữa không? Dạ đâu khi kiểm anh nhầm khi để anh để lâu cái đạm nó sụt xuống nữa. Nhưng mà cái khúc đó tụi em có đi kiểm không? Nhiều khi nó có ra độ đạm 60 mấy không? Không, cái đó là kỹ năng bán hàng em ơi, Dạ không gọi là. không, nó sẽ thấp, nó sẽ thấp hơn chứ nó không giờ nó cao hơn được. Như vậy khách hàng có chịu Vậy cái không? đặc thù của bột là để lâu nó sẽ mất đạm chứ nó không cao đạm. Ý là khách hàng có chịu không? Chịu anh, mình làm Ok. sao đủ độ đạm cho người ta, ví dụ như hợp đồng của anh là 65 đạm rồi anh làm sao anh trộn cái gì cho trộn tôi không biết, mà miễn sao nó là bột cá đủ 65 đạm là tôi được.
Lúc đó là vẫn có kiểm nghiệm đúng không em? Dạ đúng à. Ờ. Thế là khi mình đấu hai lần đầu lại mình sẽ kiểm lại một lần nữa thì nó đúng bột xong làm đạm mình sẽ chọn đạt được. Ừ. Như vậy cái khúc đó là em có biết làm cái động tác đó không? Ví dụ về hạch toán kế toán Dạ á, biết chưa, anh em không? mới hỏi anh vấn đề đó đó. Rồi Dạ chưa. ok. Thì bây giờ tôi đang là ở nhìn trên đây đây. Là Dạ. 60 với lại 50 nè. Hai này. Giờ tôi đấu nó lại thành cái độ đạm 57 được không? Dạ. Rồi bây giờ tôi làm là cái khúc này Dạ được. em có nhập kho rồi nè. Em có là 155 nè. 155 cái này là số lượng nè. Là 300 kg nè. Số lượng đây là 400 kg nè. Đây là độ đạm nè. Độ đạm 50. Đây là độ đạm 62. Đây là tuần tháng 1 thì 2024. Rồi bây giờ qua tháng 2 bắt đầu bán nè. Tháng 2 thì 2024 nè, khách hàng mua. Độ đạm 57. Rồi. Bây giờ em mới gọi là em trộn nè. Vô khách hàng mua là 300 350 kg đi. Rồi, bây giờ em mới gọi là em xuất kho 350 kg, độ đạm 50 và xuất kho 350 kg, độ đạm 62. Lúc này em suy nghĩ là lợn của 154, độ đạm 57, có đây là 155, có 155, đây là độ đạm 50, đây là độ đạm 57 và độ đạm 62. Rồi số lượng đơn giá thành tiền, số lượng ngay 350, 350. Rồi đơn giá đây mình có cái giá thành rồi, ví dụ như đây 20, đây 21, đây thành tiền. Rồi lúc này em có phát sinh thêm chi phí gì nữa không? Có phát sinh chi phí kiểm nghiệm và phát sinh chi phí gì không? Nếu mà có phát Nếu có phát sinh chi phí em ghi tiếp 154. Có phát sinh chi Dạ phí không không? anh. Không có phát sinh chi phí gì nữa đúng không? Dạ. Dạ không. Để cô em ghi là Dạ nợ. đúng. Không có phát sinh chi phí gì đúng không? Alo. Dạ Để cô em ghi là nợ 155 nè. Là độ đạm 57. dạ em nghe anh này. Có 154. Độ đạm 57. Ừ. Đó, vậy đó em. Rồi giá thành nè. Yeah. Tổng này chia cho 350. Đó, vậy đó. Được không? Tức là em làm cái động tác đây nè. Em xuất kho. Xuất kho là sản xuất á. Làm ta điều chỉnh anh. Hả? Dạ. Thì em cứ làm bình thường thôi, em xuất cái độ đạm 50 và độ đạm 62 ra để em trộn thành cái độ đạm 57, thì em tạo cái tài khoản 154 độ đạm 57 được không? Yeah. Rồi sau đó là em nhập kho thành phẩm độ đạm 57. Yeah. Rồi lúc này em bán thôi. Hiểu chưa? Yeah. Đó, ví dụ em xuất kho là em có cái định mức Yeah. là khách hàng mua 350 kg. Thì tôi xuất kho 350 kg. Yeah. Đó, tại Yeah. vì cái định mức nó giống nhau, cứ một ký độ đạm 57 thì cần 1 ký 50 và 1 ký 62, hiểu Yeah. chưa? Thì 350 kg độ đạm 57 thì tôi xuất 350 kg độ đạm 50 và 350 kg độ đạm 62, thì tôi có trị giá là nó ra 14 triệu 350.
đó là trị giá sản phẩm hoàn thành của đồ đạm 57, là Dạ tôi lấy thành trị giá sản phẩm hoàn thành của đồ đạm 57 á, tôi chia cho cái số lượng ký hoàn thành là 350, rồi từ đó thì nó sẽ ra giá thành là 41 nè, hiểu không? Alo, dạ hiểu mà. còn nếu mà ví dụ như tại cái vấn Dạ thì đề ạ. thì sao sao em, Dạ em hiểu rồi nè. còn nếu mà ví dụ như là tại cái làm cái động tác mà ra độ đạm 57 này nè, em còn có chi phí kiểm nghiệm hay chi phí gì nữa thì cái khúc này nó phát sinh thêm chi phí nữa thì em hạch toán như 154 tiếp theo, còn đây em kêu không có thì thôi, Dạ được dạ. không, hiểu không? Dạ. Rồi có hỏi gì nữa không? Không hỏi nữa thì mình nghỉ rồi buổi Trong lời tính sau. vấn đề chắc làm cái tính giá thành tại cái khâu bán thành phẩm nó em thấy nó tiện hơn á. Sao? Em nói gì? Tính Mình giá tính giá thành. thành tại cái khâu bán thành phẩm á. Tại đây luôn đúng không? Tại đó luôn. Dạ, không Rồi tách vậy. ra từng loại đạm bên kia. Vậy em muốn tính giá thành tại đây Mình luôn cho đúng nó gom không? về, còn khi nào mình xuất bán thì mình cứ chuyển mã thôi. Dạ em tính giá thành đó, khi nào xuất kho thì em chuyển mã. Xuất kho chuyển mã là sao? Không Nghĩa là hiểu. sản xuất thì gom về đó một cục hết, À, sản xuất nó đưa là nãy ra nó là khi là ra bột cá. Rồi từ bột cá dạ đây đúng rồi câu đó đó, là khúc này là báo dạ cáo đúng ra rồi bao đúng rồi, nhiêu thì chuyển cái này đúng không? Đúng không? dạ đúng rồi, cái nó khi xuất kho, dạ đúng, Rồi vậy hẹn em hôm nay là thứ mấy đây? Hôm nay thứ năm hả? Hẹn em thứ năm, hẹn em thứ ba tuần sau đi, dạ tôi làm cái phương pháp này cho em xem nha, được không? dạ Ok, thứ ba tuần sau 7 vậy giờ được, nữa nha, thứ ba tuần sau 7 giờ nha, dạ rồi bye bye nha. dạ 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 rồi cảm ơn anh.